Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, sau hai chiến thắng giòn giã trước U22 Brunei và U22 Lào, thì U22 Việt Nam sẽ đối đầu với một thử thách thật sự mang tên U22 Indonesia vào ngày 1 tháng 12 tới đây. Đội tuyển xứ sở Vạn Đảo đang chia sẻ ngôi đầu bảng cùng với Rồng Vàng với 6 điểm nhưng chỉ kém về hiệu số bàn thắng bại. Thế nên trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật này sẽ quyết định đến khả năng giành vé đi tiếp của cả hai đội. Chuẩn bị cho trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những kế hoạch kỹ lưỡng và có những hướng dẫn chi tiết nhất cho các học trò ngay ở trong buổi tập sáng ngày 29 tháng 11. Ở đó, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng đã đặc biệt lưu tâm đến những mắt xích ở nơi hàng phòng ngự nhằm chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để có thể đương đầu với team Garuda, biệt danh của các đội tuyển quốc gia Indonesia. Những toan tính của thầy Park là rất hợp lý khi mà U22 Indonesia vừa mới có hai trận đấu rất thành công trước U22 Thái Lan và Singapore, nơi mà họ đã chứng tỏ được sức mạnh từ lối chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh của mình, và quân bài quan trọng mang đến những thành công cho đoàn quân của huấn luyện viên Indra Seafree đó chính là Osvaldo Hai. Với biệt danh là đứa con của thần gió, chân sút đang khoác áo câu lạc bộ Persebaya Surabaya của Indonesia nổi bật với khả năng bứt tốc, dứt điểm đa dạng và khả năng độc lập ghi bàn. Việc các đồng đội ở tuyến dưới cần làm chỉ là một cú phát bóng dài vượt tuyến và số 20 của U22 Indonesia sẽ làm tất cả những công đoạn còn lại để trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của đối phương. Ở mỗi trận thắng đã qua của Indonesia thì cầu thủ sinh năm 1997 này đã ghi được một bàn thắng và tạo dấu ấn rất đậm nét. Nếu như bàn thắng ở trong trận gặp U22 Thái Lan có phần đơn giản khi mà anh chỉ đệm bóng vào khung thành trống, thì pha làm bàn mở tỷ số trong trận đấu gặp Singapore đã lột tả tất cả những phẩm chất tốt nhất của Osvaldo. Trung vệ Nguyễn Thành Trung của U22 Việt Nam sau khi mổ băng ghi hình các trận đấu của U22 Indonesia cũng tỏ ra rất cảnh giác với mũi giáp công này của Indonesia. Tôi dành sự quan tâm cho cầu thủ số 20 của U22 Indonesia là Osvaldo Hai. Ở vòng loại U23 châu Á 2020, tôi chưa có cơ hội chạm trán với cầu thủ này. Theo tôi thì cậu ấy là cầu thủ có tốc độ, khả năng càn lướt rất tốt. Quả thật vậy, nếu như muốn có được một kết quả có lợi trước team Garuda, thì hàng thủ của U22 Việt Nam phải đặc biệt chăm sóc cho số 20 của đội bạn. Trong hai trận đấu đã qua, Osvaldo luôn được vào sân từ băng ghế dự bị, cho nên anh thường tỏ ra rất sung sức và máu lửa ở những pha chạm bóng. Ở bên phía ngược lại, team Garuda cũng đang có những sự chuẩn bị hết sức khẩn trương với một thử thách lớn ở phía trước khi phải đụng độ với U22 Việt Nam. Đội đang rất hưng phấn sau hai trận đại thắng trước Brunei và Lào. Hiểu được những khó khăn đang đón chờ các tuyển thủ con cưng, trang Indosport của Indonesia cũng đã có những lời cảnh báo dành cho đội nhà. U22 Việt Nam luôn là một đối thủ rất mạnh và khó bị đánh bại. Họ luôn biết cách gây ra khó khăn cho các đội tuyển quốc gia Indonesia mỗi khi giáp mặt. Còn nhớ là ở lần gặp nhau hồi đầu năm, chính U22 Việt Nam cũng đã khiến chúng ta mất vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau trận thắng sát nút 1-0. Trận đấu đó thì Triệu Việt Hưng chính là người đã ghi bàn duy nhất của trận đấu. Lần cuối cùng mà Indonesia có được tấm huy chương vàng SEA Games ở môn bóng đá nam cách đây đã 28 năm. Và với những gì đã gặt hái được là hai chiến thắng, 4 bàn thắng và chưa để thủng lưới thì Indonesia đang có nhiều cơ hội để lặp lại được kỳ tích này. Tuy vậy, huấn luyện viên trưởng U22 Indonesia là ông Indra Seafree lại thể hiện một thái độ hoàn toàn trái ngược. Sau hai trận thắng tuyệt đối trước Thái Lan và Singapore, thậm chí là bị tổn thất về lực lượng, nhưng mà vị huấn luyện viên này vẫn cho thấy sự điềm tĩnh. Sau chiến thắng trước U22 Singapore, U22 Indonesia nhận hung tin về lực lượng khi mà hai trụ cột của họ là Farah Andika và Muhammad Rafli đã bị dính chấn thương khá nặng và nhiều khả năng là sẽ vắng mặt trong trận đấu với U22 Việt Nam vào ngày 1 tháng 12 tới đây. Thế nhưng huấn luyện viên Indra Seafree vẫn điềm tĩnh cho rằng là ở trận đấu với U22 Việt Nam, tôi buộc phải có những sự thay đổi, không phải vì lý do chiến thuật mà bởi vì cả Farah lẫn Rafli đều bị chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. Các bác sĩ của chúng tôi sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của chấn thương, nhưng nhiều khả năng là bộ đôi trên sẽ phải nghỉ mất vài ngày. Vào ngày mai thì chúng tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi. Sự chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam ư? Tôi nghĩ tất cả sẽ vẫn giống như các trận trước, không có gì đặc biệt và đáng ngại cả. Cách đây 2 năm, ở SEA Games 29, U22 Indonesia cùng với U22 Thái Lan đã giành vé bán kết, khiến cho U22 Việt Nam về nước ngay từ vòng bảng. Với những cầu thủ giàu kinh nghiệm như là Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, U22 Việt Nam chắc chắn là muốn đòi nợ U22 Indonesia trong khuôn khổ SEA Games 30. Xin nhấn mạnh lại một lần nữa là SEA Games 2017,
U22 Việt Nam đã bị loại bởi U22 Indonesia do huấn luyện viên Luis Milla dẫn dắt ngay từ vòng bảng. Không chỉ nói về khả năng thắng U22 Việt Nam, phía Indonesia còn nhận định rằng đây chính là thời điểm mà U22 Indonesia chinh phục chiếc huy chương vàng SEA Games kể từ năm 1991 tới nay. Kể từ sau chiến thắng năm 1991, bóng đá Indonesia chưa bao giờ thắng ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Huy chương vàng ở SEA Games 1991 chính là thành tích cuối cùng mà đội tuyển quốc gia Indonesia có thể đạt được. Ở SEA Games 2019, dự kiến là bóng đá Indonesia có thể xua tan đi cơn khát của mình để chấm dứt gần 3 thập niên không giành huy chương vàng SEA Games. Kết quả mà U22 Indonesia giành được thực sự là mang lại niềm tin cho người hâm mộ bóng đá nước này. U22 Indonesia đã thắng cả 2 trận vừa qua mà chưa bị thủng lưới một bàn nào. Trước SEA Games 30, đối thủ mạnh U22 Iran cũng không thể thắng được đội quân của huấn luyện viên Indra Safri trong 2 trận giao hữu, khi mà U22 Indonesia đã thắng 2-1 và hòa 1-1 với U22 Iran. Đội tuyển của huấn luyện viên Indra Safri vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều, nhưng đây chính là cơ hội cho U22 Indonesia giành huy chương vàng. Mặc dù sau 2 trận, U22 Indonesia vẫn xếp sau U22 Việt Nam, nhưng quả thật là đội bóng xứ sở vạn đảo mới là đội gây được ấn tượng mạnh khi mà họ đã đánh bại cả Thái Lan với tỷ số 2-0, một đội được đánh giá rất cao và tiếp tục làm điều tương tự với U22 Singapore. Vượt qua cả U22 Thái Lan và U22 Singapore, ít nhiều U22 Indonesia cũng đã gửi thông điệp đến thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo rằng dù đội tuyển quốc gia của họ thất bại cả 5 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nhưng mà lứa cầu thủ trẻ cũng sẽ không dễ bị bắt nạt một chút nào. Cả hai chiến thắng mà U22 Indonesia có được trước Thái Lan và Singapore đã cho thấy rằng huấn luyện viên Indra Safri đã đọc trận đấu tốt như thế nào khi mà đưa ra những chiến thuật hợp lý cho từng trận đấu để mang về chiến thắng cho U22 Indonesia. Ở trận đối đầu với U22 Thái Lan, khi mà các cầu thủ của bầy voi chiến vẫn đang còn tâm lý chủ quan, thiếu sự tập trung, thì đội bóng xứ sở vạn đảo đã nhanh chóng tận dụng được cơ hội này để có bàn thắng mở tỷ số sớm ngay từ phút thứ tư của trận đấu. Có bàn thắng sớm rồi, U22 Indonesia đã sử dụng lối chơi phòng ngự phản công sắc bén dựa vào sự cơ động từ hai biên của Ramdhani và Baha, cũng như là khả năng săn bàn của tiền đạo Eji Maulana. Bên cạnh đó, các cầu thủ hàng phòng ngự của U22 Indonesia đã tổ chức một thế trận phòng ngự lùi sâu, tập trung số đông cầu thủ ở phía sân nhà, thậm chí là khi có cơ hội phản công nhanh thì họ cũng không huy động nhiều cầu thủ tràn sang phần sân của đối phương để cảnh giác những pha phản đòn từ phía U22 Thái Lan. Bế tắc ở trong các phương án tấn công trong suốt thời gian thi đấu chính thức, khi mà các cầu thủ U22 Thái Lan tỏ ra nôn nóng, thì lúc này U22 Indonesia mới tung ra đòn đánh quyết định bằng pha phản công sắc bén ở bên cánh trái để Osvaldo dứt điểm và mang về chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội nhà. Đến trận gặp U22 Singapore, U22 Indonesia cũng rất biết cách để đánh bại đối thủ không mạnh hơn về đẳng cấp nhưng lại có thể hình vượt trội, đặc biệt nguy hiểm với những đường truyền bổng vào khu vực 16m50 cho các tiền đạo cao to đánh đầu. Công bằng mà nói, U22 Indonesia có phần lúng túng ở trong suốt hiệp 1 để xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương, khi mà U22 Singapore chơi phòng ngự chặt chẽ và nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương. Tuy nhiên sang đến hiệp 2, lúc mà Singapore buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng, bởi họ không muốn có một kết quả hòa ở trận đấu này sẽ rất khó khăn trong việc giành vé đi tiếp ở bảng B. Chính sự nôn nóng và đội hình dâng cao của U22 Singapore đã giúp cho U22 Indonesia trở lại với miếng đánh sở trường là các tình huống phản công nhanh dựa vào khả năng tranh chấp và đột phá của hai tiền đạo là Eji Maulana và Osvaldo. Chính Osvaldo, người đã vào sân thay thế, thể lực vẫn còn đang sung mãn và đã có pha tranh chấp vượt qua đội trưởng Fandi của Singapore rồi dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho U22 Indonesia. Rồi cũng chính Osvaldo tiếp tục có một pha tranh chấp càn lướt mạnh mẽ ở trong khu vực vòng cấm của đối phương trước khi kiến tạo để giúp Baha ghi bàn mang về chiến thắng chung cuộc 2-0 cho đội nhà. Cả hai bàn thắng của U22 Indonesia vào lưới Singapore cũng như là hai bàn thắng vào lưới của U22 Thái Lan đã cho thấy là đội tuyển Việt Nam chắc chắn là sẽ phải rất cảnh giác và nghiên cứu phương án để khóa chặt các mũi nhọn này ở trận đấu tới đây. Bất cứ một sự lơ là, sự mất tập trung trước các mũi nhọn của U22 Indonesia sẽ đều phải trả giá. Không chỉ là 3 điểm của trận đấu này mà thậm chí là còn tuột mất cơ hội giành vé đi tiếp và thất bại trong việc chinh phục tấm huy chương vàng tại SEA Games 30 lần này. Để chuẩn bị tốt cho trận đấu sắp tới, có thể xem là trận chung kết sớm này thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có những bài tập phù hợp để rèn kỹ năng cho các cầu thủ U22 Việt Nam, đặc biệt là kỹ năng kèm sát tiền đạo của đối phương.
Thậm chí dù trong buổi tập ngày hôm nay trời có mưa nhưng các học trò của ông Park vẫn nỗ lực hết sức để tập luyện. Điều đó chứng tỏ là họ đang rất quyết tâm trong trận đấu sắp tới. Màn trình diễn của U22 Việt Nam qua hai trận đấu với U22 Brunei và U22 Lào cũng đã khiến cho giới chuyên môn phải nhìn nhận với ánh mắt rất tích cực. Bình luận viên Quang Huy cũng đã có những nhận xét cho rằng lối đá của chúng ta khá giống với câu lạc bộ Barcelona thời kỳ Hoàng Kim dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pep Guardiola. Tôi mừng nhất là U22 Việt Nam giờ đây có thể tổ chức được những pha phối hợp cầu kỳ. Trên mặt sân cỏ nhân tạo rất khó đá nhưng mà các cầu thủ vẫn có thể triển khai bóng nhiều nhịp. Ở hiệp 2, U22 Việt Nam đã có thời điểm chơi với sơ đồ 3-6-1 giống như là với Barca thời kỳ Hoàng Kim của Pep Guardiola hay dồn ép các đối thủ. Với tinh thần và quyết tâm rất cao, cộng với sự hưng phấn đang có được sau hai trận đại thắng, U22 Việt Nam nhất định sẽ vượt qua được U22 Indonesia để giữ vững ngôi nhất bảng trên con đường chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 30. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.